Chơi con xe chất lượng không? Như tét 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 la luôn đấy nhỉ. Thế nào? Có 50.000. Có 50.000. Chắc ở Việt Nam cũng có nhiều người mua con này rồi. Cũng lần đầu đi con xe đạp điện đi. Để nó gà kinh thật. Ở đây là bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà công an nó không làm nghiêm ngặt. Và không phải đội mũ bảo hiểm tùy tiện như ở Việt Nam. Một đội để cống chế bắt buộc phải đội cái mũ này. Đấy. Còn bọn trẻ con thì đội mũ này người ta cũng người người lái xe là không được đội mũ này này. Việt Nam còn đẻo hơn cái loại này. Ông Việt Nam là đội mũ theo kiểu đẹp. Luật pháp ở đây là thế, vẫn bắt buộc đội mũ bảo hiểm, nhưng công an người ta không làm ngặt. Mỗi lỗi thì bị xử phạt, ví dụ như là không đội mũ bảo hiểm thì bị xử phạt 50.000. Hoặc là vượt đèn đỏ cũng bị xử phạt 50.000. Giá thuê xe thì con cái thủy nó ấy là thuê 50.000 một xe này. Xe này là 100.000 một ngày. Ở đây thì gửi xe ở đây là tính ra có 5.000. Đấy, như Việt Nam thì nói chung là cái tính con người ta ở Việt Nam mình ấy là mẹ gửi xe thường là vào các chỗ này thì người ta nhìn mặt, hoặc là như tôi là khách du lịch khéo người ta chém cho 20-30. Các cái chỗ mà nói ấy, khéo nói ấy 20-30.000. Ở đây là 5.000 một xe. 5.000 xe. Đây là ra cầu Hữu Nghị Thái Lan bên Lào. Đấy, mang hộ chiếu rồi, không biết có sang được không. Có cái vấn đề của bọn trẻ con là cần cái chứng minh thư, khai sinh. Khai sinh hôm đi sang Lào là hết rồi. Đây. Đây là cầu Hữu Nghị Thái Lan và Lào. Vé gửi xe cũng thấy ở đây đấy, vé gửi xe 5.000. 5.000. Việt Nam thì tùy. Tùy từng lợi. Mẹ kéo có những chỗ ra vé gửi xe 5.000, có chỗ 10.000. Chặt chém thì ở đây thì hôm đầu tiên ở bến xe thôi. Thì người ta mời chào đi xe túc túc 100.000 một người. 4 người 400. Mình tra là có 12 cây. Đi taxi, taxi nó đòi 400. Mình bảo là nếu mà đi có 12 cây thì ở mình là tính ra là 15.5 ấy, 15.500 đồng một cây số ấy. Không nhân cây số ra. Thế là tính ra là 180. Thế là cái thủy nó mặc cả 200 đi. Đi. Nếu có đồng hồ công tơ mét nhưng mà mình dùng ấy là mình định vị được. Đây là đường bê tông này này. Đúng không? Tông làm sao mà bằng đứng nhựa? Đi. Đây là tông nước. Xem là có qua được cửa khẩu này. Ngay. Cái chính là bọn trẻ con nó có cái giấy khai sinh bản sao dạy. Dạy hai thằng vạ vật kia. Nói chung là đi các cái nước Đông Nam Á này cũng dễ. Nó có mỗi cái bọn trẻ con này này. Đi các nước Đông Nam Á này là dễ. 30 ngày thì không phải xin sự thị thực cả. Nhưng mà các bạn cũng cần phải có hộ chiếu. Chắc chắn phải có hộ chiếu. Hôm đầu tiên cứ nghĩ đi nào ấy là cần chứng minh thư này. Nhưng mà về phải có hộ chiếu. Nói sang bên này xem nào. Giải phóng cả anh bạn Thái Lan này. Đây là vẫn chưa. Nhưng mà sang bên này phải mua sim đấy, mua sim Thái đấy. Cái vấn đề sim nhá. Sim lắp vào một phát là nó mất like ở trên TikTok, mất cái nút like. Sim nào này? Sim nào này là sim 5G luôn. Ở Việt Nam hình như là đợt cái thủy nó bảo là anh bạn nói anh bạn kia là thử nghiệm 5G ở Việt Nam ấy. Nhưng bây giờ khi các bạn lắp vào làm đéo có chữ 5G. Nhưng mà điện thoại tôi lắp vào là có chữ 5G ở trên chỗ góc này này. Đấy, nó sóng 5G. Sim nào. Mấy cái có một cái khác biệt cái vấn đề sim nữa. Ở Việt Nam là nhà nước với các thứ là quản lý về vấn đề ấy. Là không dùng sim rác các thứ ấy.
Cho nên là lúc mà các bạn sang cửa khẩu ấy, là đầu cửa khẩu giữa Việt Nam và Lào, là người ta bán sim nào. Đấy, cho những người như tôi dùng 30 ngày hoặc là 10 ngày hoặc bao nhiêu ngày là xong rồi về nước các thứ là vứt. Nhưng mà từ bên mình đi sang Lào một phát vẫn có là bán sim nào. Mình bảo theo cái chiều này phải bán sim Việt chứ thì bán đéo sim nào. Nhưng mà hóa ra là bán làm sao được sim Việt đúng không? Sim Việt bây giờ mày muốn mua sim Việt là phải các kiểu. Đéo có chữ Việt gì. Như ngon là ngoằng cái này để bố thằng Tây hiểu được. Cho cái thủy nó ngoại giao xem thôi. Sang bên kia thì nó thế nào. Thôi mày cầm đi để cho mẹ mày làm. Đưa đây. Kìa xe kìa. Lúc mẹ mày ngoại giao chứ nhỉ. Sang bên kia tôi quay cho các ông. Nhưng mà cái chỗ này nó không ở đấy. Còn toàn sư Nam Tông kìa. Toàn ông Thích Minh Tuệ đây. Các tỷ theo. Ôi, ông này ông về nước đéo nào, đéo phải khu vực. Cầm đồ cho mẹ mày để mẹ mày về vào làm thủ tục. Okay. Có muốn không? Đây là xe tao thì tao phải cầm chứ. Xe tao tao cầm chứ. Đâu xe anh nào? Đây. À cũng tí nữa cũng tít tít đây. Để phát hiện ra xe chỗ nào đây. Nhà máy bia Lào to lắm. Về uống bia xem bia Lào cho nó khác cái mẹ gì. Lây hoài. À ra xem mấy ông Minh Tuệ nào. Ừ nhảy đúng rồi. Mình còn làm thủ tục của tôi nữa cơ mà. Chứ ai làm hộ được đâu. Đây tôi làm thủ tục đã nhá. Tí cho mọi người xem. Sắp bên kia phải mua một cái sim Thái. Chắc lại cũng lại 80. Cấm quay phim, cấm chụp ảnh như này.